Linh bị sao vậy? Chắc bữa giờ tập nhiều á nên là tôi bị căng cơ. Để tôi xem cho. Không sao đâu, tôi có thai dầu rồi, đừng có lo. Nếu mà bị gì đau quá thì cứ nói tôi biết nhé. Không sao đâu. Mà Mon, hả? Tôi thấy từ khi Gina về nhóm tới giờ ông với bà có vẻ thân thiết quá ha. Lúc trước tụi tôi có hiểu lầm nhau nhưng mà đã giải quyết rồi cho nên là tụi tôi cũng không cãi nhau như trước nữa. Nhưng mà sao Linh hỏi vậy? Không gì. Bộ Linh đang ghen hả? Không có. Tôi với ông có lẽ gì đâu ghen. Có chứ. Linh là người tôi thích, là người tôi muốn quan tâm và bảo vệ. Cái Linh này, Linh đồng ý làm bạn gái tôi nha. Tôi biết là tôi không có hoàn hảo về mọi mặt đấy, nhưng mà dù sao thì tôi đồng ý. Ý tôi là tôi đồng ý làm bạn gái của ông. Vậy thì bây giờ tôi chở Linh về nhá. Một, hai, ba, ba, bốn. Thôi tập một lần nữa rồi mọi người nghỉ giải lao nha. Ôi, tập gì nữa, mệt quá à. Thôi Gina, nãy giờ tụi mình tập hơn tiếng đồng hồ đó Gina. Cho tụi tôi nghỉ thôi. Gina này, bà không định nghỉ ấy, lát hồi căng cơ còn chậm tiến độ hơn á. Vậy thôi mọi người nghỉ 5 phút nha. Yes. Ủa vậy có 5 phút rồi. 5 phút thôi. Trời ơi, chân em giờ nó đuối sức rồi nè. Trời ơi, nó dẻo như là con bún vậy nè. À mà nhắc tới bún mới nhớ nha, đói quá, khát quá chị ơi. Trời ơi, em đó, suốt ngày cứ ăn, riết rồi như con heo rồi. Heo gì mà heo, người ta là mũm mĩm đáng yêu nha. Linh chảy mồ hôi nhiều quá này, lau cho. Cảm ơn mọi nha. Linh khát nước không? Tôi có mang trà sữa tôi tự làm á. Chính tay tôi tự làm ấy nha. Cái này là chuẩn đấy, hơi bị ngon luôn. Anh có tự làm phần cho em không? Chết rồi, em làm qua phần cho Khánh Linh à. À không, ngoài đường có bán á, em ra đây mà mua. Nhiều lắm. Khánh Chi ơi, ông ý tứ tí đi. Đó giờ có bao giờ người ta vào bếp làm đâu. Mà bây giờ tự tay làm nước cho Khánh Linh nha. Tụi mình làm chỉ có phần. Nói mới để ý, ở này Mon là hơi bị đáng nghi á. Nghi cái gì mà nghi, tụi tôi cũng bình thường thôi. Ừ thì bình thường. Để coi, có cái gì thì nói ra đi nha. Tôi mà biết được thì... Thì sao? Thì kệ thôi chứ biết làm sao vậy. Thôi ở đây có mặt mọi người luôn, tôi cũng nói là thật ra thì tôi với Khánh Linh đang quen nhau. Trời ơi, người anh em có người yêu rồi, đừng có bỏ bê anh em nha. Phần nhập phần nhập về. À, mà hai người làm đứa rất ngờ thiệt luôn á. Bà ổn không Gina? Có gì đâu, bình thường mà. Thôi, có gì thì cứ nói với tôi, đừng cố cô lập mình như thế. Không có gì thật mà. Tôi không sao đâu, đừng lo.